túi ni lông, nệm cũ, thùng xốp, chai nhựa, vỏ dừa trôi lên bên trên dòng kênh tàu hủ Bến Nghé, tạo nên dòng chảy đen kịt và sặc mùi hôi thối. Thực trạng này khiến người dân ngao ngán và lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Những ngày gần đây, Vietnamnet nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ngập rác thải ở kênh tàu hủ Bến Nghé, đoạn chảy qua cầu Móng, cầu Ông Lãnh, cầu Khai Mét thuộc quận 1 và quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của Vietnamnet, dọc tuyến kênh, đoạn cặp hai bên đại lộ Đông Tây và đường Bến Vân Đồn, cảnh tượng rác trôi nổi kéo dài hàng trăm mét dưới lòng kênh tàu hủ Bến Nghé khiến cả khu vực bốc mùi hôi thối và mất mỹ quan đô thị. Đa số là rác thải nhựa khó phân hủy như túi ni lông, chai nhựa, thùng xốp, thậm chí là cả nệm và xác chết động vật trôi nổi trên dòng kênh. Dọc hai bờ kênh là nơi người dân thường xuyên đi bộ, tập thể dục. Tuy nhiên, thay vì được hít thở không khí trong lành, người dân khu vực này lại phải chứng kiến cảnh rác thải tràn ngập và mùi hôi thối khó chịu. Nó hôi thối rồi, thứ nhất là nhiều khi chó, nó băng chó, sát chuột cũng quăng chúng đầy dưới đây hết á. Rồi nó hôi thối lắm, tập thể dục nó hôi lắm. Nói chung là nó ảnh hưởng nhiều lắm, sức khỏe, rồi mũi. 5 giờ mấy là có mũi, 5 giờ mấy, 6 giờ nó cứ ngồi sụp tối là có mũi. Cũng có thuyền nó đi ngang, nó vớt vậy mà một lâu nó mới vớt lần. Cho nên nó cũng dơ hoài hả? Như hôm nay là còn đỡ rồi á. Còn như tháng trước là trước khi mưa thì tình trạng rác nó trôi ở trên dòng nó còn nhiều hơn thế này rất là nhiều. Đặc biệt là trong những cái ngày mà nước sông nó hạ xuống ấy, thì nhìn rất là ghê. Về mùi thì như đến tầm chiều này thì là gần như là không có mùi mấy. Đó, nhưng mà tầm khoảng sáng thì sẽ có mùi hơn. Mình chạy bộ ở đây thì thật sự thỉnh thoảng thì nó có gió nó cũng rất là mùi. Và rác ở đây cũng rất là nhiều, cũng có nhiều người nước ngoài người ta cũng đi bộ ở đây. Thấy người ta cũng chụp hình và quay lại, để chắc là người ta cũng có một cái suy nghĩ không có tốt gì đấy. Rác thải trên kênh rạch là tình trạng nhức nhối nhiều năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa thể giải quyết dứt điểm. Nguồn rác này chủ yếu do các hộ dân, hộ kinh doanh ven kênh xả trực tiếp xuống kênh. Sau mỗi đợt thủy triều, rác từ đầu nguồn phân tán khắp kênh. Cũng theo quan sát của Vietnamnet, xung quanh khu vực bờ kênh không có nhiều những thùng rác công cộng mà thay thế bằng những bao tải nhếch nhác. Hàng loạt thùng rác công cộng kiểu mới trải dọc tuyến kênh tàu hủ. Có lúc nước nó lên nó chảy từ Bến Nghé chạy xuống dưới này, có lúc nó chạy ngược lên lại. Đó, tức là ảnh hưởng từ dòng sông mà tút ở Phú Lâm á, tức là đầu quốc lộ 1 á. Đó, nó đẩy rác về đây. Hôm nay là sạch sẽ một chút rồi đó. Chỉ có nâng cao ý thức cộng đồng, nghĩa là ý thức của mỗi người đừng có vứt rác bừa bãi thì không giới riêng về kênh này và ở đâu nó cũng sạch sẽ thôi. Rác mà có thể là người ta vứt xuống thôi thì nó mới đổ về đây thôi, chứ mà mỗi người có vệ sinh riêng thì không thể nào có rác như vậy được. Thứ nhất là từ phía người dân, đấy là mọi người hạn chế đổ rác, xả rác xuống kênh. Cũng rất là mong là trong thời gian tới thành phố hoặc là quận 4 thì có thể tổ chức các cái đội thu gom rác ở bên phía dưới kênh để cho cảnh quan, đặc biệt là khu vực này có rất là nhiều người nước ngoài họ đến tham quan và bản thân họ cũng, mình cũng thấy là họ thường xuyên tập thể dục ở khu này nữa. Cho nên là nó, mình nghĩ là có thể sẽ giúp ích được cho du lịch của khu vực. Kênh tàu hủ Bến Nghé dài hơn 22 km, bắt đầu từ sông Sài Gòn đến kênh Lò Gốm. Đây là một trong những dòng kênh lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, riêng đoạn qua quận 1 và quận 4 còn được gọi là rạch Bến Nghé.